người thấy rất là nguy hiểm. Một chiếc xích nhỏ như vậy mà đâm cả một chiếc xe máy xúc cầu, phải nói là chiếc xích đó cái lực nó rất là mạnh. Theo tôi thấy cái xích kia nó hơi là nhỏ các bạn nhé, hơi nhỏ, chiếc máy xúc có thể bị rơi bất kỳ lúc nào. Hôm nào ông đầu tư quả xích to hơn thì xích này nhìn trông ghê thế. Hôm nào ông đầu tư quả xích kia to ra thì nhìn này trông ghê. Nhìn trong nó có nhỏ nhỏ. À thế ạ. Chào các bạn trở lại với kênh Những Xe To. Trong video ngày hôm nay các bạn cùng với tôi tiếp tục cái hành trình của xe tải Hyundai. Chiếc xe tải Hyundai này sẽ làm nhiệm vụ đi chở chiếc máy xúc cầu đang làm việc đóng cái móng nhà về các bạn. Các cái cọc bê tông bây giờ sẽ được cẩu lên chiếc xe ô tô tải Hyundai để trở về kho các bạn nhé. Chúc mừng các bạn là chiếc xe lần cẩu của Mazda. Và đây là chiếc máy bơm thủy lực. Các bạn có thể thấy rất là ngoan mục các bạn nhé. Những chiếc máy thật là kỳ diệu. Đây là pha lên thùng vô cùng là bá đạo của chiếc máy xúc cầu và chiếc xe xúc cầu tự hành. Quá là đẹp mắt, các bạn có thể thấy di chuyển một chiếc xe xúc cầu như vậy rất là dễ dàng. Giờ tiếp tục là chiếc máy bơm thủy lực này sẽ được cẩu lốp lên thùng xe ô tô và di chuyển về kho các bạn nhé. Rất là tuyệt vời. Các bạn có thể thấy chiếc xe ô tô rất là khỏe. Chiếc máy xúc cầu của chúng ta.
đường chở rất là phụ các bạn nhé. Một chiếc máy ép thủy lực và một chiếc máy xúc cẩu, máy cẩu xích các bạn, chiếc máy cẩu Komatsu. Cái hành trình của chiếc xe ô tô chúng ta đi khá là xa. Rất là dài và chiếc xe chúng ta đã về tới nơi. Các bạn sẽ được chứng kiến những cái pha cẩu xuống rất là khá là căng thẳng vậy. Một hành trình rất là tuyệt vời, một ngày làm việc dài, ngày hôm nay rất là lắng. Này mày cẩu xuống không ạ? Ông ấy để nguyên đây. Chứ để nguyên này. Đây phải cẩu xuống không? Tưởng để đây mai đi làm tiếp. Ô tô cẩu cần cẩu. Các bạn thấy rất là nguy hiểm. Một chiếc xích nhỏ như vậy mà nâng cả một chiếc xe máy xúc cẩu. Nói là chiếc xích đó, cái lực nó rất là mạnh. Theo tôi thấy cái xích kia hơi là nhỏ các bạn nhé, hơi nhỏ. Chiếc máy xúc có thể bị rơi bất kỳ lúc nào. Hôm nào ông đầu tư quả xích to hơn thì xích này nhìn trông ghê thế. Hôm nào ông đầu tư quả xích kia to ra thì nhìn này trông ghê. Thank you.
Kiểu nhìn trông nó có nhỏ nhỏ. À thế ạ. À? Các bạn có được xem cái hành trình ô tô cẩu tự hành, cẩu xe cần cẩu máy xích các bạn nhé. Hai chiếc xe đều có cần cẩu giống nhau, nó đọc nó hơi như. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Vừa rồi là cái hành trình của các bác tài xế vận chuyển chiếc xe giúp của chúng ta về công trình. Cảm ơn các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Các bạn đăng ký kênh, đăng chia sẻ, ủng hộ những video này. Cảm ơn các bạn nhé. Là kết thúc một ngày làm việc rất là dài.